Lễ khai mạc chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy di sản trong thành phố sáng tạo đã được quận Hoàn Kiếm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hàng Buồm, điểm đến hấp dẫn của những người yêu di sản. Với tên gọi Thắm, hành trình xây dựng một giá trị Việt mới, triển lãm tranh trúc chỉ là điểm nhấn của chuỗi hoạt động thiết kế sáng tạo. Lần đầu tiên công chúng được khám phá sự độc đáo của trúc chỉ, một loại hình nghệ thuật mới của Huế, đang được nghiên cứu sáng tạo thành nghệ thuật giấy của Việt Nam. Trúc chỉ với cái ý nghĩa chính xác của cái tên này đó là nghệ thuật giấy Việt Nam. Và trong cái triển lãm lần này ở trung tâm 22 Hàng Buồm này thì chúng tôi giới thiệu cả hai cái mảng của nghệ thuật, đó là nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật ứng dụng, với cái mong muốn là làm cho mọi người dễ tiếp xúc hơn và hiểu rõ hơn về cái nghệ thuật giấy có tên là nghệ thuật trúc chỉ Việt Nam mà chúng tôi đã xây dựng trên dưới 10 năm nay. Trúc chỉ ứng dụng trong đời sống thì mọi người có thể nhìn thấy trong cái triển lãm này nó có khá là nhiều mảng. Một cái phần mảng quan trọng đó là những cái tác phẩm nghệ thuật thị giác, là sáng tác độc lập của các nghệ sĩ, của các họa sĩ mà sử dụng chất liệu. Và một cái mảng nữa là cái mảng mà ứng dụng về cái chất liệu trúc chỉ nhưng mà trong các cái sản phẩm về thiết kế độc bản, hoặc thì tôi nghĩ cái trong cái triển lãm này nó sẽ cho thấy khá là toàn diện một cái bức tranh từ những chất liệu trúc chỉ có thể ứng dụng trong những cái chất liệu nghệ thuật của các cái nghệ sĩ tạo hình, và một phần nữa là của các nghệ sĩ, của các cái nhà thiết kế, thậm chí là có thể thấy xuất hiện ở trong cái tà áo dài, thậm chí nó còn đưa cả vào phần thiết kế thời trang. Có thể thấy tranh trúc chỉ là sự tổng hòa các yếu tố như thiết kế, nghệ thuật thủ công, vẻ đẹp của chất liệu, vẻ đẹp của ánh sáng. Cùng với thưởng lãm sự độc đáo, mới lạ, những bức tranh trong giấy, công chúng còn được tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật trúc chỉ và khả năng ứng dụng đa dạng thông qua tọa đàm Trúc chỉ trong đời sống hiện nay. Đến với không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hàng Buồm trong tuần lễ thiết kế sáng tạo 2023, người dân và du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị tại các triển lãm nghệ thuật sơn mài, nghệ thuật con giống bột, nghệ thuật nhân tượng, thưởng thức biểu diễn âm nhạc truyền thống và hiện đại. Hôm nay thì tôi đưa cả cháu nhỏ đến đây, đưa cả con gái đến đây thì được hai mẹ con cùng được tô màu trên những cái bức tranh như thế này thì cảm thấy rằng là hóa ra di sản thì rất là gần gũi và được trải nghiệm cùng nhau những hoạt động như này thì rất là vui. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hoàn Kiếm đồng hành cùng thành phố tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo, thực hiện đúng các cam kết với UNESCO trong xây dựng Hà Nội thành phố sáng tạo. Qua đó khuyến khích hình thành cộng đồng sáng tạo, kết nối đa lĩnh vực công nghiệp văn hóa để có nhiều hơn sáng kiến, sáng tạo, hỗ trợ Hoàn Kiếm và thành phố bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển đô thị bền vững.